đây là kênh Mỹ Tho đây. Đây là anh chủ. Tôi làm chủ luôn ngày chủ nhật nha. Chắc tối mùa mưa. Chủ yếu. Đúng rồi. Là mình ăn bánh canh không có mưa nữa. Rồi thêm một cái nữa là không có cực khổ nữa. Không dạ. có chạy giặt như hồi xưa nữa. 10.000 có ăn liền. 10.000 nè. 10.000. Wow. Rồi, đó cơm. Vậy cho nó nóng lâu. Tô này là 10.000, 25, 50 là 85. Hello, chào mừng các chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Funny Hùng đây. Wow, hôm nay cô vợ của mình mặc đồ nhìn dễ thương quá. Phong cách nữ sinh cả nhà ơi. Hôm nay em đang đứng ở đâu vậy? À, cả nhà ơi, hôm nay vợ chồng em đang đứng tại con đường Phạm Thế Hiển. Đúng rồi. Đây, cả nhà ơi, tại đây cũng là lần đầu tiên em đến con đường này luôn và em thấy nó rất là đặc biệt. Tại vì nó có những cái con số lên tới 2.000 luôn anh. Đây là một trong những con đường dài nhất ở Sài Gòn đó cả nhà ơi. Số nhà nó lên tới 2.000. Thì em đi dọc đường á, em thấy rất là nhiều quán luôn. Đúng và rồi. Em thấy có một cái quán này rất đặc biệt. Một tô bánh canh chỉ có 10k thôi. Em thấy lạ không? Tại vì ở thành phố này á, một cái quán mà với một cái mức giá như vậy rất là hiếm luôn. Cho nên em muốn vào trải nghiệm thử xem cái tô bánh canh 10k bên đây nó sẽ có những gì nha cả nhà. Rồi bây giờ mình đã đến rồi. Đây là quán bánh canh 10k đây. Bánh canh Mỹ Tho. Lúc trước là quán ngay số 941 Phạm Thế Hiển cả nhà, nhưng mà bây giờ quán đã dời về số là 662 Phạm Thế Hiển, quận 8 nha cả nhà ơi. Đó, thì bây giờ mình sẽ vào trong để gọi là tìm hiểu về món bánh canh 10k này, cũng như là cho cả nhà biết tại sao là chị chào chị nha. Em chào chị chủ. Không, chị chỉ là mướn ông này thôi. Ủa vậy hả? Chào hello, chào bà con. Đây là bánh canh Mỹ Tho đây. Đây là anh chủ. Tôi làm chủ luôn ngày chủ nhật nha. Đó, thấy hay chưa? Chủ nhưng mà luôn ngày chủ nhật. Làm luôn ngày chủ nhật chứ không phải làm chủ đâu. Nhưng mà bên anh là một tô bánh canh tới 10 triệu nữa đúng không? Đúng rồi. 10 triệu một tô đó em. 10 triệu một tô. Nhưng mà bên kia là tại sao mình chuyển qua đây vậy anh chị ơi? Hả? Dạ. Bên bển khổ rồi em ơi. Khổ năm mấy lần sáu năm rồi. Bữa em nghe nói là mình mém xíu là phá sản vì không tăng giá hả? không tăng giá. Bây giờ mình vẫn bánh canh 10k đúng không ạ? Cũng 10k luôn, anh là 10 hết. Ồ. Tại vì anh thích bán cái gì mà người ta không làm được. À. Thì như bạn này cũng có nói là bây giờ ở Sài Gòn mà đi kiếm một cái tiệm bánh canh mà có cái giá đó rất là khó luôn, cho nên là em dẫn bạn đến để bạn trải nghiệm, để bạn tin luôn anh nè. Rồi đúng rồi. Tại vì anh suy nghĩ có một cái đơn giản thôi. Bà con ăn thì còn mình ăn là hết. Cứ vậy đi. Cứ hả bà con ăn là mình còn đó. Rồi nhưng mà hôm nay mình muốn là gì đến đây đó em ha. Để mình thông báo cho cả nhà biết là tiệm bánh canh này là một thời cũng làm mưa làm gió luôn cả nhà ơi. Đó, nhưng mà bây giờ là quán đã chuyển qua địa chỉ mới là 662 Phạm Thế Hiển nha. Ra mặt tiền luôn rồi, không có còn ở trong mặt móc nữa. Ok. Đó, bây giờ anh đang chụp bánh canh liên tục luôn nè. Dạ, ra mặt tiền cũng là bà con ăn ủng hộ mà mình vậy, mình bán 10.000 thôi. Chứ còn mình bán mà theo người khác thì chắc có cũng gì về quê rồi đó. Dạ. Nhưng mà hình như là ngoài cái mức 10.000 ra là còn nhiều mức giá khác đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. 5.000 cũng có, từ 5.000 trở lên. Chỉ có 5k nữa hả? Có, ăn lát thêm luôn. Lát bánh thêm là 5.000. À, phần bánh thêm đó đúng không? Dạ, 5.000, còn quýt cũng 5.000. Đây, cho em xem cái nồi nước lèo. Nhớ cái nồi nước lèo có gì đâu. Quýt này là quýt dịch nha. Ồ, đúng rồi. Quýt dịch nha, quýt nó lấy từ trong cái lò luôn, mình đặt trong lò. Nhìn nó dẻo quá anh ha, nó mềm mềm á. Chứ không có cứng như kia, nó dẻo đeo à. Ok. Còn quýt heo là nó cứng nhắc à. Ồ, em thấy cái này là cái gì vậy, giống như nhân sâm đó. Nhân sâm Hàn Quốc. Đó, có 10.000. Có 10.000 tô mà bán nhân sâm Hàn Quốc luôn. Là cải muối á. Rồi. Việt Nam mình là cải muối, còn Hàn Quốc là nó kêu bằng sâm. Vui tính không? Còn ở đây là đâu? Cái này là biết sao không? Cái này là tiết của con cháu của mấy chục đời của tiên Nga lại con vịt. Còn này mực đại dương mà cháu. Ôi, mấy tí hả? Mực đại dương mà cái rau của mực đại dương á mà cháu chắc cũng mấy chục đời của mực đại dương à. Nó thành mực ke á. Mực ke còn vô đây ha. Còn bên đây anh nồi gì còn vậy? Bên đây nè, có luôn nè.
Tôm thấy không? Tôm Alaska nè. Cháu cố hay là cháu chắc gì của Alaska là con tôm khô, tôm khô với con ruốc luôn. Anh chủ rất là vui tính luôn. À, ghê chưa? Đó, thành phần có gì đâu, có vậy thôi chứ có gì đâu. Không, mà nhìn cái huyết nó thấy hấp dẫn rồi đó. Ok. Nấu nói chứ bánh canh 10.000 mà anh nấu đặc sản lắm, toàn là thứ dữ thôi mình nè, thấy không nè, tiếc của cháu đời của Thiên Nga nè đó, là con vịt đó. Dạ. Thì ngoài cái món bánh canh với da heo ra nè, là thì mình còn cái món ăn nào đó anh có thể kể qua cho em không? Có luôn, xương ống. Dạ. Sườn, tôm, mực đó. À, với thịt đầy đủ hết sắc. Có luôn, có thịt chắc rồi, ai muốn ăn gì có nấy. Dạ. Yêu cầu là có luôn. Okay. Rồi bánh canh đùi gà cũng có nữa. Bánh canh đùi gà. Có đùi gà luôn. Anh bán 10 bánh canh 10 ca vậy đó, thì cái đối tượng khách hàng của mình là ai anh? Chủ yếu là ai? Thì dân bà con lao động mình với người hoàn cảnh khó khăn, với đa số là học sinh đó. Học sinh. Ờ. Dạ. Đi vô ăn đâu có nhiều đâu, đi ăn lần là hết bàn luôn á. Dạ. Có 3-4 cái bàn là vô hết luôn á. Vui đó. Dạ. Nhưng mà em thấy anh chị là khách nào anh chị cũng quen á ha. Với cái tính của anh chị rất là gần gũi. Đi đi ăn gì bảo. Nó đi chị ăn mà lại đây mà anh rối luôn á. Mấy anh chị mấy dưới còn đỡ lên đây mới hôm qua nè. Nó vô một lần là hết chỗ động xe. Chị đi từ tới cái lúc mà con một tô không hành, một tô không da, một tô không tỏi. Trời ơi. Nhiều là chị nhớ hết luôn á ha. Quá ghê luôn. Nói chung là bán mấy đứa này là nó học lớp 6 mà nay nó học lớp 12, 13 gì rồi. À vậy là anh đã bán ở lớp 14 luôn. Vậy là anh chị đã bán được khoảng nó học năm lớp 6 mà tới nay năm mấy gần 6 năm rồi thì nó ra rồi. Dạ. 12, 13 luôn rồi. Nó ăn từ lúc chị mới bán tới lúc mà nó lên lớp 12 luôn đó, có đứa lên là trường. Mà tới giờ vẫn 10.000, lúc mà anh bán 10.000 là đùi heo có 50.000 ký đùi thôi. Ồ. Bây giờ vẫn 10. Thì mắc hơn thì mình mới đầu 5 lát, 6 lát thì từ từ mình cắt ít lát thôi. À. Mới mốt mà nó lên 100.000 thì mình cắt còn một lát thôi, chỉ có thịt thôi. Nhưng mà vẫn là 10.000 đó. 10.000 chứ không có lên giá. À. Thì mình chơi chiêu khác hơn người ta lên giá còn mình không có lên. Tại mình bán bánh canh mình đâu có trồng giá đâu, mình trồng giá nó mới lên chứ. Giờ là tháng mà mình cắt 10.000 mà giờ mình ra mặt này mình thấy không? Dạ. Không, lên như vậy là cái nó tốt hơn á. Em thấy tốt hơn bên kia. Nắng quá trời luôn, trời dạ. Mưa mấy tội nghiệp mấy đứa nhỏ mới vừa ngồi xuống cái nó làm cái hào chạy vô vừa đứng vừa ăn luôn. Dạ. Là học sinh đó nha. Dạ. Đó cho nên là anh chị cũng quyết định chuyển qua đây rồi, một phần vì lý do đó đó. Lý do đó đó. Che nắng che mưa. Cuốn anh lên là anh khỏi tôi tập thể hình. Nó muốn trụ luôn. Có ba cái tấm anh mình, có mình anh cuốn rồi. Em thấy là kiểu như là anh chủ ở đây á là rất là quan tâm đến đời sống của mọi người luôn á, cũng như là bán 10 ca để tất cả mọi người có thể ăn được luôn, và rất là suy nghĩ cho mọi người nên mới giờ qua anh qua cái quán lớn như thế này sắp tới mùa mưa chủ luôn. Yếu đúng rồi. Là mình ăn bánh canh không có mưa nữa, rồi thêm một cái nữa là không có cực khổ nữa. Dạ. Không có chạy giặt như hồi xưa nữa. Lại ở đây dân mà bán với số rồi đó cũng vô ăn nhiều lắm. Thì cái mức giá 10 ca thôi thì rất là phù hợp luôn để mấy cô chú bán vé số. Mà anh qua đây là được lâu chưa? Anh qua cũng lâu rồi, cũng được 3 ngày rồi đó. Ồ. Mới qua 3 ngày thôi. Là 3 ngày đó. Ồ. Cái tô này là tô 15.000. Đâu? Tô 15.000 cả nhà ơi. Dạ, cái tô là tô 15.000. Tô 15.000. Chay đó là kêu. Có da. Có thịt nè, rồi có luôn cái sườn luôn hả? Chị có tính thiệt lộn không chị? Wow. Nói chung là mình bán ra rồi là mình gán dành dụm tốn. Dạ. Tiền trả tiền nhà là ok rồi. Dạ. Đúng rồi, thôi nhiều khi mà biết đâu mà có ngày thui xui thiếu nó vô giấy số một cái là còn hơn. Dạ. Dạ. Nhưng mà nó có mùa là mua giấy số lắm. Dạ. Mùi quá. Nhưng mà những người có tấm lòng như anh thì em nghĩ là sẽ được nhiều người biết đến hơn nữa, và anh sẽ có thể có được thêm dùng nhiều lầu hơn. Rồi mấy món thì anh cất cái anh cất nhà rồi. Anh cất nhà mà 5-6 tấm rồi chứ. Dạ. Tấm to đó nha. Biết ngay mà. Đây ngay 5-6 tấm to đó. Anh nói là mình phải đặt nghi vấn liền. Mình suy nghĩ. Phải suy nghĩ, anh nói là cái gì là phải em phải suy nghĩ. Dạ đúng rồi. Chứ mấy đứa kia đứa em cũng lại quay cũng hơi mệt túi với anh lắm. Dạ. Chung là anh vui tối hết biết được trả lời luôn. Giờ bán vui vẻ vậy mà ế hoài à. Bán vui vẻ mà rẻ nữa nha. Rồi bán rất là vui rẻ mà rẻ mà còn ế hoài á.
nãy giờ em đứng đây em nghe cái mùi nước lèo mà em đói bụng luôn rồi đó em. Thôi bây giờ chắc mình gọi món đi em ơi. Vậy, chứ mà mình đứng đây anh nói một hồi là mình tẩu hỏa nhập ma luôn. Đúng rồi. Đang nói mà nghe anh nói nữa là tẩu hỏa nhập ma luôn. Rồi bây giờ dạ. Bây giờ em quyết định em gọi món gì nè. Rồi. Thì ở đây á, đặc biệt là cái bánh canh 10k, cho nên em sẽ gọi một cái bánh canh 10k đó. Ừ. Dạ. Tốn tiền. Anh chủ lại lo lắng cho mình. Mà nói nó chơi chứ ở nhiều đây ở đây nha cô chú á mà khó khăn đó nha. Mình cho cũng không có được nữa đó. Người ta không nhận. Nhưng mà ở đây anh có chiêu hết rồi. Vô ăn xong cái lại tính tiền anh đó. Nãy cái anh kia trả cho cô rồi bó tay. Mình chơi chiến rẻ chứ nhiều khi không phải là người ta nghèo mà người ta không có ấy đâu. Dạ dạ. Đây để cái nhà coi một tô 10k. Cái chị kia cho chú rồi gửi tiền cho chú rồi. Cái chị kia cái anh kia gửi tiền cho cô rồi. Để thôi xong. Cái gì cũng có cái chiêu hết. Mình phải nói vậy sao ta gửi thêm mình được hả? Ờ thì người ta đâu nói ủa cái anh nào hôm lẽ giờ anh đi về rồi không biết anh nào. Chơi chiêu đó 10.000 có ăn liền 10.000 nè 10.000 rồi tiếp theo là chắc phải gọi thêm rồi em ơi chứ 10.000 ăn là nhưng mà nhiều lắm đó nha. Ồ nhiều nhiều nha. Một cái tô bánh canh tôm mực. Tôm mực dạ cho em thêm một tô bánh canh tôm mực. Tôm mực có bánh canh tôm mực. Rồi gọi gì nữa không? Đói bụng quá. Bánh canh xíu quách đi. Rất là ngon luôn. Em nghĩ là em sẽ kêu một tô to đi. Gồm có cái này với này luôn. Thì chút mình kêu đồ ăn thêm. Đúng rồi. 5.000 này, 10.000 này. Chứ bớ này nữa. Đúng dạ, rồi, đồ ta, đồ ta. Đây bánh canh tôm mực nè. Tôm mực đây, có tôm mực. Bánh canh tôm mực thì giá 20 không anh? Cái mực với tôm là 25. 25, đúng rồi. 25. Mực không là 20, dạ. Còn tôm cũng 20. Ừ. Còn tôm với mực là 25. Dạ. Còn mực với sườn là 25, mực với đẹp cũng 25. Ừ. Còn nếu mà ăn đầy đủ hết nguyên xe này luôn là 35. Còn một tô hợp cộng á. Thích ăn hải sản á, ăn sườn giò nạc không là 25. Dạ. Sườn giò nạc luôn mà 25 thôi. Đó, có heo đó. Vừa bán mà vừa giúp đỡ những người khó khăn nữa. Đúng tấm lòng của anh nói chung là em thấy là rất là tuyệt vời. Tuyệt vời. Người ta đi gì kia bạn nhỉ? Từ thiện hàng tỷ tỷ luôn anh có cái gì đâu tuyệt vời. Anh chủ yếu là có bánh canh thôi. Nhưng mà nói thì lại đây. Dạ. Tiếp. Kiểu như và trong em suy nghĩ là mình giúp được cái gì thì giúp anh. Đúng người rồi. Nhỏ việc nhỏ, người lớn việc lớn thôi chứ đâu giờ mình không có tiền mình giúp được tiền cứ ăn bánh canh là lợi là ăn bánh canh là dòm cái nồi bánh canh là thấy long lanh luôn rồi. Rồi chắc anh em nhờ anh. Rồi giờ em nhờ anh làm cho em nè, đây nè bánh canh. Đây. Ồ đó, một tô này 25 nữa nha. Đi vô tô. Đi vô. Đi vô. Đi vô. Anh nghe có mùi nước lèo không? Sao mà nãy giờ chịu không nổi hả? Giờ mấy cục đây? Dạ. Hai người bốn cục. Bốn đi. Wow. Anh nghe có mùi nước lèo không? Người thấy. Dạ. Đúng rồi. Hai cục đi anh. Hai cục đi anh. Là người cục. Có. Ăn giò nạc ha. Dạ có nạc không? Có, giò nạc là. Rồi, dạ, ok. Rồi. Có mấy cây này là nạc. Dạ. Cái gì cũng phải nghiên cứu. Còn cái này là người cục ha. Ê, 10 cục hả? Người một cục. À, đúng rồi, người cục. Dạ nha. Rồi. Thôi, người ăn cục lớn, người ăn cục nhỏ đi. Đó, vậy là một phần của nó đó. Ừ. Em thấy nó có tỷ luôn á. Có tỷ. Wow. Rồi, đó không? Rồi, cái này là phải có cái này nữa nè. Nào nữa? Ồ, biệt là cái quá này. Tâm lý luôn. Đúng rồi. Dạ. Vô trong đây. Quá là tâm lý rồi. Đó, chạy như nào. Chạy cho nó nóng vô. Ví dụ như khách đến gọi một tô này anh ăn thêm nè là giá bao nhiêu anh ạ? À? Hai cây này nè, bốn cây này là 10.000 nè, với hai cục này là một cục 10.000 đó. Dạ. Là 20. 20 với này 30 tô nguyên tô này là 30 nên là 50 á. À 50. Ok. À, anh bữa nào mình làm biến nấu canh á. Mình mua cái này về. Đúng rồi. Bỏ vô thôi. Có lấy nước lèo luôn. Có nước lèo luôn. Nước lèo luôn. Mì tôm luôn. Dạ. Anh ở đây anh có bán qua app không? Có luôn. À với cái tên gì anh ạ? Anh ship toàn quốc mà. Ghê vậy? Bánh canh mà ship toàn quốc rồi. Bánh canh ship toàn quốc. Hà Nội luôn hả? Quá dữ. Nhưng mà đi ra tới ngoài là không ăn được đâu. Chỉ có thử thôi. Lúc đó là nó cũng hơi khủng hoảng rồi. Mình đặt qua app thì mình lấy tên gì anh ạ? À? Chứ đâu có qua app đâu. Ủa có số điện thoại đó bắt đầu ta đặt Grab. À. Đặt Grab có số điện thoại đó ta đặt Grab rồi cứ qua đây Grab trả tiền cứ Grab tạm ứng á. Là 0933 850 387 đúng không ạ? Đúng rồi.
cả nhà nếu mà ai mình muốn mình không ra ngoài được thì mình có thể đặt qua số điện thoại đó của anh nha. Rồi bây giờ cảm ơn anh, vợ chồng em vào Tàu Phương nha. Mít Tàu Phương nè. Mít Tàu Phương nè. Ồ, phải liền vô. Cho thưởng thức nha cả nhà ơi. A few moments later. Xong cả nhà ơi, bây giờ trên bàn hiện tại là đang có 3 tô, nhưng mà để mình tính thử coi 3 tô này giá bao nhiêu nha. Tô này là 10.000. 10. 25. Là 35. 35. 50 là 85. 85k thôi. À, đầy đủ luôn. 85k cho 3 tô. Thì giờ mời em thử thức món bánh canh 10k xem chất lượng thế nào nha. Rồi, mời cả nhà nha. Vô. Đây, ăn bánh canh á là em thích ăn như thế này nè. Mình sẽ chan cái nước mắm vô đây. Sau đó nước là mắm này đã được pha với lại tắc và ớt nha. Sau đó mình sẽ múc lên. Nó thơm lắm. Đây là sợi bánh canh bột gạo em ơi. Đó hả? Bột gạo. Bột lọc là nó sẽ trong và nó trơn á. Còn cái này thì bột gạo nó bột hơn, đúng không? Và ở đây là nó ngắn ngắn như vậy luôn hả anh? Đúng rồi, anh chị là làm cái bàn nó ngắn ngắn để người ta dễ múc á. Đúng rồi. Này mình dùng muỗng mình múc cũng được. Đây, em sẽ chấm một miếng huyết dịch nha. Nó dẻo. Dẻo. Dẻo lắm luôn anh. Huyết dịch nó khác với huyết heo. Nào giờ em cũng chưa ăn huyết dịch bao giờ. Chỉ là khi mà ở nhà là mẹ mần dịch đó xong rồi mình ăn thôi, chứ không có ăn như thế này. Em ăn huyết chưng bao giờ chưa? Cái huyết vịt anh thấy nó cũng hơi giống huyết chưng á, về cái độ mà dẻo và mềm. Ai mở nhạc hết ta? Trời ơi, mình mới vừa đi nhờ anh là bạn nhỏ nhạc thôi mà giờ vợ mình ăn hết một tô luôn cả nhà ơi. Ngon mà đúng không? Chỉ có 10k thôi nhưng mà anh thấy sao? Nãy giờ em ăn thịt á. Ăn hoài mới. Mình cũng xin được rất là vui khi thông báo cho cả nhà là chị đã có chỗ mới rồi nha. Qua đây ăn thì mình không sợ nắng mưa nữa. Đúng rồi. Mà cũng mát mẻ. Đó. Em không có giống như mấy bạn ăn thử thách. Là em đói là em phải ăn. Còn mấy bạn là ăn được rất là nhiều nhưng mà khi mà không ăn cũng không cảm thấy đói luôn. Các bạn ăn rất là hay. Hai cục sườn này mới có 5.000. Bốn cục 10.000. Đúng rồi. Anh nghĩ là anh chị thứ nhất là vui tính, sung. Miếng này mà 2.000 rồi. Ở bên anh chị là có bán trà tắc nữa cả nhà. Trà tắc với trà đào. Với cái này là sợ gì? Trà nước sâm bông cúc. À, nước sâm bông cúc. Sâm hoa cúc. Sâm hoa cúc. Không hề bị ngọt quá nha. Uống vô thấy là thanh. Trà tắc. Nghe mùi tắc nha. Chứ không phải là trà tắc mà không có tắc nha cả nhà. Này. Ăn thử miếng mực ha anh ha. Em ăn cái tô 10.000 mà em muốn no rồi đó. Mà cũng rất là giòn luôn. Rất là ngon. Cái da hương. Mới này anh thấy mấy bạn sinh viên và học sinh ăn nhiều ghê. Kiểu như những bạn đó mà gặp chủ quán mà vui vẻ, mà gọi là dễ gần như vậy á, thì các bạn sẽ rất là thích khi đến ăn, cảm giác thoải mái. Em nhớ là cái mức giá 10.000 này á, em gặp nó khi mà em học lớp 7 á. Ở dưới Long An. Đúng rồi, lớp 7 á. Là lúc đó là bao nhiêu năm rồi anh? 5 năm, xong rồi 10 năm, phải hơn 15 năm rồi đó. Hơn 15 năm. Hơn 15 năm em mới gặp lại cái mức giá này tại thành phố nha cả nhà. Rất là khó tin luôn. Thank you.
bóc con tôm chấm. Thôi, con còn để chừa lại cho anh. Tại vì nãy giờ em ăn cũng nhiều à. Ê, giò. Giờ này mình sẽ chan nước mắm lên. Cục giò 10 ngàn, nhưng nhiều thịt. Nhưng mà em thấy con đường Phạm Thế Hiển này á, thì em có cái ấn tượng gì về nó không? Đây là lần đầu tiên em đi mà, cho nên là em cũng chưa có ấn tượng gì nhiều. Em thấy ở đây là, thứ nhất là con đường này rất là dài, thứ hai là nó gần công an nhiều. À, gần mấy cái trụ sở, rồi ủy ban mặt trận rồi này kìa. Với lại ở đây thường là vào Giáng sinh á, là sẽ có một đoàn xóm đào. À vậy hả? Ừ, là nguyên con đường nó hang đá rất nhiều và người ta đi kẹt xe luôn. Hình như em nhớ là lúc quen anh là anh có hứa chở em đi. Hình như có chở đi luôn mà ta. Chưa có chở. Mà đã là năm nay sắp xếp. Nó sắp xếp rồi giờ cũng chưa chắc cả. Hứa nè. Rồi, trời ơi. Mà cả nhà ơi, kiểu như là lớn rồi đó. Kiểu mình có gia đình rồi cho nên là những cái mà vui chơi này em cũng không có còn hứng thú cho lắm. Nhưng mà kiểu như mà đi với con cái mình á thì sẵn sàng nha. Thì anh nhớ là chở con với em đi nha. Ok. Mới đầu mình cũng suy nghĩ là con mình thì nó còn nhỏ mà nó cũng không có gọi là cảm nhận được nhiều mấy cái đó đâu. Nhưng mà mình nghĩ sâu xa hơn đó cả nhà, là sau này khi nó lớn á, nó sẽ nghĩ là những kỷ niệm đó. Giống như mình cũng vậy nè, mình cũng nhớ là những kỷ niệm hồi mình 3-4 tuổi, mình có những kỷ niệm đó với ba mẹ á, và nó sẽ theo mình đến suốt đời luôn. Thì mình cũng mong là con mình sẽ có những kỷ niệm đó nên mình sẽ chở nó đi. Tủy quá trời. Hết rồi. Không thành luôn. Trời, nước lèo qua hút luôn hả? Hút mà không hút. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dưới nước mắm lên. No nê rồi đó nha. Cảm thấy giờ chưa hết luôn anh. Ừ, phần này là phần gân. Đây là người ta hay gọi là gặm xíu quá, hay còn gọi là đậm xương. Anh không nói về em nha. Tự nhiên em gặp em cũng nói là nó hơi hơi. Nói vậy được rồi. Nhưng mà ngon, kiểu như ăn mà. Em nói với cả nhà rồi, nhiều khi em ăn á mà nó ngon quá, em sợ là ăn mà rớt cái nết ra ngoài nữa. Several months later. Cả nhà bây giờ tới lượt Phan Hùng thưởng thức nha. Mời cả nhà nha. Nhưng mà trước khi mình ăn cả nhà thì mình cũng xin phép là ăn cái món này với đậu phộng bên Funny Hùng. Bên mình thì sẽ có đậu phộng chay và đậu phộng mặn nha cả nhà. Đó, thì một hũ sẽ có giá là 95k. Mua 3 thì mình sẽ free ship toàn quốc. Còn mua 4 giảm 20k và free ship. Mua 5 thì mình sẽ giảm 40k và free ship nha. Thì cả nhà nhanh tay liên hệ qua số 084-222-1578 hoặc 0844-020-114 nha. Nè cả nhà. Đậu bên mình nè, cả nhà nhìn hộp và cái độ đầy của nó thì cả nhà cũng tự đánh giá được ha. Thì cái này mình lấy ra hôm nay mình thấy món bánh canh này rất là phù hợp luôn với cái đậu phộng, cho nên là mình sẽ cho một ít đậu phộng vào nha. Nào giờ ở thành phố mình đâu có ăn kiểu này đâu, nhưng mà khi mà mình về quê mình ăn ở dưới quê là hay ăn theo cái kiểu mà vừa cơm nè với đậu phộng, hoặc là những món mì gói với đậu phộng luôn cả nhà. Nên mình xin phép mình ăn theo kiểu này. Rồi mời cả nhà nha. Ăn thử đi nào, rồi anh sẽ bị ghiền giống em đó. Trời ơi, cái vị nước lèo thơm quá. Vị nước lèo rất đậm đà luôn cả nhà ơi. Huyết thì mềm, cái bịch. Ăn thêm đậu vô nữa nó mềm, nó giòn giòn đúng không anh? Giòn mà nó béo. Hồi sáng này á, em ngủ dậy á, em nhận được 2-3 cái feedback của khách luôn.
khách nói là em ơi, anh chị nhận được rồi, đậu bên em giòn lắm, ăn rất là ngon. Trời ơi, nghe mà nó vui gì đâu á. Rồi còn, cảm ơn chị. Còn nhiều khách á còn nói là anh nhận được cái đậu rồi, anh ăn rất là ngon, cho nên em cứ giữ nguyên cái vị này nha. Cho nên là rất là vui luôn, kiểu như sáng mà ngủ dậy mà nghe vậy rất là vui nha. Em gửi hình qua cho anh để anh gắn ở đây nè. Ok. Cả nhà đọc và tin luôn. Rất là hạnh phúc khi mà cả nhà đã ủng hộ những cái sản phẩm bên em và ủng hộ những cái clip bên em nữa. Cho nên là rất là cảm ơn cả nhà. Và mong là trong thời gian sắp tới cả nhà cũng sẽ ủng hộ vợ chồng em để vợ chồng em có thể đi xa hơn. Và giới thiệu cho mọi người những cái clip hay hơn nữa. Đây là sườn cộng, đúng không anh? Sườn cộng, sườn que. Sườn que. Ừ, có mỡ nè. Không không? Này cho mắt hoa xanh cũng có nè. Đúng rồi. Mà cái này nó sẽ ít thịt hơn cái sườn sườn heo nhập khẩu nha. Sườn heo nhập khẩu thì nó mắc tiền hơn. Siêu thịt. Và nó nhiều thịt hơn. Nhưng mà em lại thích ăn cái này. Tại cái này nó có gân á. Wow, nhiều thịt chưa. Nước mắm ngon nha. Vị vừa chua chua mà mặn. Kết hợp với lại cái tỏi mà nằm ở trên miếng thịt. Nó là hồi nãy mình ăn phải một miếng rau thơm á. Trời ơi, nó đã cả nhà ơi. Rất là đã. Cắn một miếng nữa nè. Wow, cái cục thịt này là phải ăn mấy họng mới hết luôn á. Đây, cái này phải tưới nước mắm vô. Mời cả nhà nha. Ôi, ăn nghe ngon dữ vậy. Múc cái đồng thêm mực đó đẹp. Tô 25.000 đó nha. Nhân sâm nè. Nhân sâm Hàn Quốc nhưng mà là củ cải trắng Việt Nam nha. Mập rồi cả nhà ơi. Mới được đây nha. Dạ. Mới lên luôn. Nóng hổi vừa thổi vừa mới lên lò luôn. Nãy lúc mình quay là gần hết rồi, bây giờ là lên mới lên. Cứ hết nhiều luộc nhiều vậy đó. Dạ. Dạ. Mấy có tiền đóng tiền nhà phụ vụ bà con chứ còn hai cái kia chắc bán nhà nhỏ luôn. Sợ bánh canh bột gạo á, nó cũng mềm. Nhưng mà từng khúc một khúc rồi nè, ăn rất là dễ. Anh mà bánh canh này mình trụng lâu á, mình luộc lâu nó không có bị mềm nhũng ra anh ha. Bánh canh này là ảnh cũng ăn bao nhiêu, hình như bỏ ra bấy nhiêu á. Ở dưới á, ăn tới đây thịt cái ở dưới đây, nó có tỏi. Đúng rồi, cái tỏi á, nó làm cho cái mùi nước lèo này nó thơm hơn nữa. Ăn trúng miếng tỏi cũng ngon anh ha. Vậy chắc cái bánh canh này anh cũng phải cắt ra đúng không anh? Tại vì bánh canh nó dài mà. Hết rồi. Rồi thử lát thưởng cho Fanny Hùng nha. Lát thưởng cho Fanny Hùng ăn hết hũ đậu. Mình không hiểu sao làm việc có thể nói việc ăn được 3 hũ đậu này. Trong khi đó mình ăn mới có 1/4 hũ đậu thôi là mình thấy nó ngán. Nó ngàn hồng luôn rồi. Trời, vậy mà khách của em có nhiều người ăn một lần nửa hũ luôn á, hơn nửa hũ luôn á. Cả nhà thấy sao? Khi mà hai vợ chồng em á đi quay kiểu này. Kiểu như bữa trưa vừa đi ăn trưa, ăn món mới nè, mình giới thiệu được cho vợ mình, hai người cùng đi cùng nhau luôn. Nhưng mà cũng giới thiệu được món ăn cho cả nhà luôn. Khớp gân với lại mỡ ngoài da béo ngậy luôn. Nhưng mà nó cũng có gân á, ăn nó cũng đỡ
đỡ đỡ béo hơn. Em nhớ là một cái kỷ niệm mà hồi đó em đi vô Bách Hóa Xanh em mua giò heo. Thì em thấy nó có hai loại, một loại là người ta chặt, một loại là người ta cưa. Thì em thấy cái loại cưa nó đẹp quá. Mà lúc đó là lần đầu tiên em mua Bách Hóa Xanh cho nên em không có biết. Cái em thấy nó đẹp quá, cái em mua về anh ăn nó bị hôi cái mùi đông lạnh. Em không ăn được luôn. Em là cái người cực kỳ nhạy với cái mùi heo, mùi bò hay là mùi gà vịt nha. Em ăn thịt bò nhiều khi em nghe mùi hôi bò. Ăn thịt heo mà nghe mùi hôi heo là em ăn không được. Mà bò mình là cái mũi nhạy đó. Xong rồi buổi trưa cái đi quay clip cho cả nhà cùng xem, rồi tối lại về với các con. 80 mấy ngàn thôi nha cả nhà, nhưng mà ăn xong là đã đời luôn, hai vợ chồng nó nè. Rồi thì nha ơi, thấy món ăn ở bên quán thế nào? Bây giờ quán cũng mới chuyển qua mặt bằng mới á, thì những ai mà trước đây đã từng ăn bên anh chị thì mình đến á, mình không thấy quán á, thì quán nó giờ qua số 622 nha. Uống hết ly luôn à? Đâu có thử thách đâu mà uống nhiều vậy. Trời ơi, một cái combo tuyệt vời luôn. Quá đã luôn. Thì như mình thấy là quán của anh chị là sẽ có là gì? Chỉ có là da nè, thịt nè. Nhưng mà bên cạnh đó là sẽ có thêm những món như là mực nè. Rồi những cái miếng giò, những cái miếng sườn cọc. Và có những miếng giò, bên cạnh đó là có xíu quách nữa. Tôm nữa cả nhà ơi, cho nên là món ăn cũng rất là đa dạng. Mà giá thì cực kỳ bình dân đó. Thì những ai mà mình muốn đến trải nghiệm nè, ăn cùng với bạn bè và người thân hoặc là các em học sinh á, là cũng rất là phù hợp luôn nha. Nếu như cả nhà có những món ăn ngon nào mà lạ giống như những cái quán như vậy nè, ở trong hẻm nè, hoặc là món ăn khổng lồ hoặc là giá rẻ nè, thì cả nhà có thể comment bên dưới để vợ chồng mình biết và mình sẽ tìm đến để review giới thiệu cho nhiều người biết hơn nha. Còn nếu cả nhà thấy thích thì hãy like, share cũng như là subscribe để ủng hộ cho vợ chồng mình nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Chào cả nhà.